À, anh Nghĩa hả? Ừ. Em Hà đang ở đây, đang chơi dở với bố ván cờ nhé. Yeah. Ừ, xong em nó về ngay. Không phải chuyện đấy đâu ạ. À. Bố ơi, cậu Liêm bị bắt rồi ạ. À. Rồi, chờ bố lát. Hai, lấy cho bố cốc nước. Gọi ngay tôi lên công ty. Nha. Vâng ạ. Chừng 15-20 phút nữa thì bố sẽ qua. Vâng, để con gọi. Bố có cần con qua đón không ạ? Không, bố tự đi được. Này, đừng nói gì với cái Hà. Đừng để nó phải lo. Vâng, con biết rồi ạ. À, rồi, tôi biết rồi. Anh có cuộc họp nên về muộn như gì. À, rồi, họp xong về ngay nhé. Đừng để vợ phải lo. Ừ. Con hiểu rồi ạ. Anh nghĩ về muộn hả bố? Sao không gọi thẳng cho con mà phải nói qua bố thế ạ? Nó có cuộc họp với cấp dưới, phải báo cáo bố nên nhân tiện nhắn cho con luôn mà. Ván này con nhường bố đi trước nhá. Ừ, được thôi, con về sớm đi. Khi về thì nhớ nói với bà mẹ chồng một tiếng là Nghĩa nó về muộn. Không khéo là tầm này bà vẫn ngồi chờ hai đứa về ăn cơm đấy. Vâng ạ, thế để con lên chào mẹ. Rồi con về luôn. Bố cũng nghỉ sớm nhá. Rồi. Anh à, công ty có việc gì không? Em thấy bố nghe điện thoại thái độ lạ lắm. Công ty mà em, lúc nào chẳng có việc này việc kia. Nhưng không có gì quan trọng đâu, không cần phải lo nhá. Bố đã phải ra mặt như thế, liệu vấn đề có nhỏ thật không? Anh nói dối em làm gì? Nhưng mà đôi khi bố cũng phải ra mặt để sốc lại tinh thần anh em chứ. Công ty đang chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới, mà bên mình đang chậm hơn đồng ba mấy nhịp. Nên bây giờ phải chấn chỉnh lại rồi đẩy nhanh tiến độ em ạ. Em hiểu rồi. Thế anh kịp ăn gì chưa? Có cần em làm đồ khuya không? Ừ, cũng được. Cảm ơn vợ nhé. Bye anh. Theo kinh nghiệm của em thì bây giờ mình đang bị chậm chân rồi ạ. Đáng nhẽ lúc bắt lão Kiên ấy thì chúng ta phải tính đến việc là Liêm bị bắt sẽ khai những gì. Mình phải bắt thóp Liêm. Chứ dặn Liêm dùng quyền im lặng ấy, thì em nghĩ không ăn thua ạ. Vì bên cơ quan điều tra người ta luôn biết cái lấy cung. Nhanh ấy, thì là 24 giờ mà muộn thì 1-2 ngày nữa. Kiểu gì người ta cũng sẽ tìm tới đây thôi. Đi thẳng vào vấn đề đi. Nếu tôi bị bắt, mức án là bao nhiêu năm? Trong trường hợp hối lộ bằng tiền, tài sản, lợi ích vật chất có giá trị từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ thì mức án sẽ là từ 7 đến 12 năm. Còn hối lộ trên 1 tỷ thì mức án sẽ là từ 12 đến 20 năm ạ. 20 năm? Bố yên tâm, sẽ không có chuyện kịch khung đâu ạ. Con có quen với vài người bạn bên tòa án, vụ này để con lo. Để em hỏi thêm, nếu như mà vụ này không rơi vào án điểm, chúng ta nhanh nhẹn đứng ra lo giải quyết hậu quả cũng như là đền bù thiệt hại, thì em nghĩ mức án chỉ còn vài năm thôi. Có cách nào chẳng an không? Rất khó, chỉ để giảm thiểu thôi ạ. Chứ còn để trắng án với lại án treo thì... Dạ, để em thử ạ. Phép thử của cậu là tuổi già của tôi đấy. Tôi còn muốn bồng cháu chứ chưa muốn ăn cơm tù đâu.